nó chưa à. chưa ấy. À, chỗ này cá mật nè. Đấy mật đầy đây này. Còn trên này chưa cá mật nè. Như vậy. Ông này sao con ong này nó nhỏ thế? Ong này ong ta, ong rừng ấy. Rừng. Đây là ong rừng nhưng mà mình mang về mình nuôi thôi. Móm Ofaco chào cả nhà các bạn. Năm nay hôm nay là nông dân Hai Móm review đến cái mật ong. Đến cả nhà các bạn. Mật ong đây các bạn nhìn là biết là mật ong nuôi nhưng mà đây là nuôi thiên nhiên 100% để hút những cái hoa cà phê ở khu vực vườn các bạn thấy những cái vườn tiêu nè cả nhà các bạn. Đấy, những cái cà phê và tiêu trổ hoa thì ong sẽ hút, và đặc biệt nhất là 100% là không có đường nha, ho này ho thật nha. Và anh các bạn anh chị em mà các xem video á là cái chủ của cái ổ thùng ong này là cái kênh Kim Kim câu cá bãi chim, mình để ở trong mô tả với trong bình luận ghim cả nhà các bạn. Anh chị em nào xem thì cho một subscribe để ủng hộ để nuôi review nhiều cái tổ mật ong nhiều hơn nha. Anh chị em đã nghe tiếng ong kêu không ạ? Bây giờ mình lấy mật. Mật đây nếu mà giá trị thị trường thì chắc cũng hơi cao cả nhà các bạn. Anh em nào mà có cần một ít mật ong chất lượng 100% thì liên hệ với kênh Kim Kim câu cá bãi chim ở bình luận ghim á, với trong mô tả cả nhà các bạn. Cũng là một người nông dân ở Tây Nguyên. Anh chị em comment bên dưới có cái tư vấn về cái mật ong này thì anh chị em tư vấn nha. Mình review trực tiếp đến anh chị em. Đây một thùng là nó là còn 5 đến 7 cái mật cả nhà các bạn. Cầu ong. Đó, 5 đến 7 cầu ong. Đó là kênh Kim Kim câu cá bãi chim mà cả nhà các bạn. Chỗ này nó lại nhiều những cái lỗ nó chưa quay á. Nó chưa biết mình quay. Đây anh chủ nhà đã thiết kế cái thùng và tự thiết kế cái đồ quay lấy mật cả nhà các bạn. Hơi tối tại vì mình để cái mật ở trong mát á. Anh chị em cái gì mở ánh sáng thêm lên. Bây giờ mình lấy mật cả nhà và các bạn. Đây là cái máy này là máy chế cá 102 tại Việt Nam nha. Anh chị em nào mà cá mật ong mà mua cái thùng này về chế nha. Chỉ có mua hai cái bạc đạn về gắn thôi.
giờ mình lấy mật cả nhà và các bạn. Đây là cái máy này là máy chế có 102 tại Việt Nam nha. Anh chị em nào mà có mật ong mà mua cái thùng này về chế nha, chỉ có mua hai cái bạc đạn về gắn thôi. Thank you.